Xin chào tất cả các cô chú anh chị online trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 thì em lại lên một cái video mới để phục vụ tất cả cô chú anh chị online trên toàn quốc nhé. Hàng lan giò thuần về cho các bác chơi. Có 1-2 giò là mới ghép ổn định thôi, còn là hôm nay đa số giò thuần. Hôm nay em lại bán tiếp cái sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì hôm nay bởi vì cái lô này là lô hàng toàn là hàng họng có màu hết, nhưng những cái màu này nó không được đậm lắm, màu nâu nhạt, cho nên là em bán nguyên. Đây là cái những cái bông nó sổ hoa, đây nó đã héo rồi. Ô, con ơi đi ra. Tuy nhiên những cái bông nó đã héo rồi thì họng nó vẫn còn các bác nhá. Đấy. Thế nhưng mà nó là nhạt hơn những cái hôm trước em bán, nên là hôm nay em sẽ bán rẻ hơn để cho các bác nào mà thích cái họng này thì chơi đấy. Cái này nó nở nó tàn rồi nhưng mà nó họng nó đây đấy. Còn đây nó là bông mới nở, chớm nở, họng nó như thế này. Đấy là những bông ra hoa, còn lại cái chỗ những cái thân này là chưa có hoa. Nguyên một cái rề này em khóm này rất là nhiều thân tơ, em bán 600.000. Bác nào mà thích cái dòng này, nói chung chỉ đắt hơn cái hàng cân của sơn thủy tiên thường một chút thôi, chứ nó không đắt hơn như cái loại họng nâu đậm với lại họng đen nâu đen ấy, với lại họng đỏ nâu đỏ. Hình 13 này 600.000 nguyên một rề như này các bác nhé. Rề rất to, nhiều thân tơ. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 khoảng 20 cái thân tơ. Đấy. Mầm tơ đang lên. Hình 13 này bác nào mà thích cái họng như này thì lấy này 600.000. Vẫn là hàng có họng màu nhưng màu nó hơi nhạt hơn. Đây là những cái rề nó chưa có hoa, thế nhưng mà nó cùng trong cái lô này của em, thì em chỉ bán để về các bác làm bắt qua mặt hoa sổ số thôi. Đây có một cái thân này nó vẫn còn mát nhé. Thân này thì họng nâu đậm này, họng nâu đậm này như thế này nhé các bác nhé. Đấy. Rề này thì không có hoa nhưng nó tất cùng trong lô này, nhưng về các bác bắt mặt hoa sổ số thôi. Em chưa biết mặt hoa nó như thế nào vì nó không nở mặt hoa thực tế thì em cứ bán vậy. Hình 14, 200.000. 200.000 nhé, một cái rề này với một cái thân có họng kia, về các bác làm giống. Tiếp là hình 15, 250.000. Đây cái giờ mặt bông hoa nó nở như thế này. Đấy cái nhánh. Nguyên cái rề này là 250.000, họng như thế này, về hoa này nó sẽ tàn rồi. Thì các bác cứ dở cái họng giống như kiểu là những cái bông này nhá. Họng nó vẫn còn đấy, nó tàn nhưng trong họng nó vẫn còn. Hình 15, 250.000 rề này nhé các bác nhé. Đấy. Tiếp hình 16, 450.000. Cái rề này thì họng nâu đậm, họng đỏ đậm này. Đấy cái mặt bông của nó đây. Đấy. Nó đã tàn rồi. Đấy có một bông thôi, còn lại những cái này nó chưa nở bông thì cứ coi như là bán hàng sổ số đi. Nhưng mà chắc chắn là nâu, có nâu đậm nhá các bác nhé. Đấy là em chắc thế thôi, nhưng mà nói chung nó chưa có mặt hoa tại đây thì em cứ bán, gọi là bán hàng đây, nó rất rẻ. Một rề này 450.000 nguyên một rề này, rất nhiều mầm tơ, nhiều thân tơ về cho các bác làm giống. Đấy. Còn như những hôm trước nó đều có mặt hoa tại đây thân luôn thì em không phải cần bảo hành mới gì, nhưng hôm nay thì nó không có mặt hoa thì em cũng không ấy. Em đây chỉ có cái bông, một bông này nó là họng nâu đậm này. Vì tất cả cái sơn thủy tiên này nó cùng một lô hết. Lô thì có cái này nâu đậm hơn, có cái thì đỏ. Đấy. Hình 16 450.000 nhá, rề này. Hình 17, cái này cũng cùng lô đấy, thế nhưng nó không có mặt hoa. Thì có bác nào lấy về gọi là mua hàng sổ số về làm giống, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có họng các bác nhá. Có họng nhưng không biết là họng màu gì. Hình 17 250.000. Đấy. Rề này, mầm tơ đang lên này. Hai rề, cái này rất nhiều mầm tơ, cả ki luôn. Đấy. Hình số 17, 250.000, hai cái rề này. Đến hình số 19, 200.000, hai rề này, nó cũng không có mặt hoa, gọi coi như mua hàng sổ số thôi. Nhưng nó tất ở trong cùng cái lô, đây có một nụ, không biết nó có nở được không. Nó tất cùng cái lô đấy cả luôn, họng có họng màu nhé các bác nhé. Hình 19, 200.000, về các bác bắt mặt hoa sổ số nhé. Hình 18, 400.000, cái rề này thì họng nâu đậm này, họng đỏ đậm này. Nhìn cái hoa cuống hoa héo rồi là biết.
cái này về các bác nó sẽ cũng sẽ tàn đi ấy. Đấy, nhưng mà cái hoa nó vẫn còn ở đây, nguyên một cái rề này, rất nhiều thân tơ bên dưới này nữa. Về các bác làm giống 400.000 hình số 18 này. Đến cái hàng giò, hôm nay có hai giò phi điệp vàng khủng rất là đẹp, khoảng 20 thân, có hai thân dài miên man thuần rồi. 600.000 giò này các bác nhé, 600.000 hình số 8 phi điệp vàng. Kiếm được những giò như thế này thì rất là ít, và tất cả những cái thân lá này là thân cho ra hoa tháng 8 này, cho ra hoa các bác nhé. Các cái mầm tơ nó vẫn còn đang đi ngọn nhỉ, nó chưa dừng đâu. Về các bác chăm sóc thì mầm tơ càng dài thì hoa càng đẹp. Tiếp hình số 7, 20 mầm cũng 600.000. 2M 2 giò này đều 600.000 nhé các bác nhé. Có một giò kim thoa nguyên một rề, rất là to, nguyên một rề nhé, 400.000. Chuẩn bị khoảng tháng nữa thì nứt nụ. Em hôm qua em nhìn thấy có một thân đã chớm nứt nụ rồi, đã có nụ sưng rồi. Còn những thân kia chưa nhìn thấy, nhưng tầm khoảng tháng nữa cái kim thoa này nó sẽ ra nụ nhé. Những cái thân già này này nó vẫn có thể cho ra hoa nhé, chứ không phải là không có hoa đâu các bác nhé. Về các bác đừng cắt tỉa đi. Đấy. Đây, dưới một rề này 400.000, rất là to, cục gỗ giờ cũng hơi nặng. Đấy. Tiền ship thì bác nào ở gần thì gửi chợ, các bác thì gửi chậm thôi, chứ còn tiền ship là hơi nặng một chút đấy. Hoàng thảo tam à, dáng hương tam bảo sắc thuần rồi. Giò này nhá, 380.000. Giò hình số 10 nhá, 7 cây, đang có nụ. Nụ đây, 3 vòi nụ, 3 vòi nụ nhá, 380.000, 7 cây dáng hương tam bảo sắc này. Hàng thuần rồi, dễ gió các bác này. Tiếp đến là một giò này, giò này cũng thuần rồi, hình 12, 6 vòi nụ 350.000. 6 vòi nụ đây, các vòi nụ đây các bác này. Thuần dễ gió rất dài luôn. 6 vòi nụ 5 cây. 2 4 6 cây. 6 cây các bác nhé, 6 vòi nụ luôn, hình 12 350.000. Để các bác nhìn dễ gió. Em tự quay cầm quay lên là nó đây. Hình 12 350.000. Tiếp đến một cái hình này nữa. Hình 11, giò này thì gọi là ghép ổn định thôi, chưa có rễ, chưa thuần mấy. Nhưng mà ghép ổn định rồi, rễ mới thì chưa ra đâu, cây thì tương đối là khỏe. Nhiều nụ, 8 vòi nụ, giò này thì 300.000 các bác nhé. Hàng giò này chưa thuần nhé các bác nhá. 300.000 8 vòi nụ. Nụ chi chít luôn. Tròn. Tròn hôm nay có 2 giò thuần rồi. Ở khúc gỗ này 200.000 hình số 2 này, 4 cây, có 3 vòi nụ nhá. Đây nụ ơi, có 3 vòi nụ 200.000, cây rất khỏe và to. To gọi là to chung chung, hàng chung chứ không phải hàng to hẳn các bác nhá. Hình số 2 200.000. Tiếp đến cái cục gỗ này thì hơi mục rồi, có khi vận chuyển đi em lại sợ nó bị gãy mất này. Nói chung là đây, cục gỗ này cũng không phải là nó gãy nhiều, nó chỉ gãy cái đầu này thôi. Nó mục ở cái đầu này. Hình số 1, 200.000. 3 cây, có một cây to đẹp. Đấy, có 2 vòi nụ các bác nhé. Một cây này to này. Hình số 1, 200.000. Phi điệp vàng này. Ở đây còn 2 giò phi điệp vàng bé, thân ngắn này nữa. 200.000 một giò, hình số 5. Thân nó ngắn nhé, được khoảng 20cm, mới đến 30cm thôi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 giò thân, 200.000 hình số 5 này, thuần rồi. Hình số 6 cũng 200.000. Hình số 6 cũng 200.000 các bác nhé. Hình này thì được mấy thân dài hơn. Đấy. 2, 4, 6, 8, 10 thân. 10 thân này cũng 200.000 nhé các bác nhé. Hình số 6. Có một giò kiều vàng, thân ngắn, đang nụ, đang hoa. Ba vòi hoa đang nở rồi, còn lại là ba vòi nụ như thế này. Giò này là hình số 4, 180.000 nhá, thuần rồi, đang nụ, về các bác được chơi hoa luôn. Còn mấy bông đang nở rồi. Ngoài ra thì hôm nhà em vẫn còn lan quân tử. Lan quân tử nhé, một loại để bàn, để trong phòng làm việc. 150.000 một chậu như thế này.
150.000 một chậu. Trúc Phật Bà, một loại mặt hoa cũng rất đẹp, đáng siêu tầm. 100.000 một cốc như thế này các bác về, nếu mà bác nào có điều kiện thì lấy 2-3 cốc về trồng chung một chậu. Đấy, 100.000 một cốc nhé. Hàng này là hàng về để cho bác làm giống năm tới. Mùa hoa giờ thì hết rồi. Đến Epi thì vẫn là 120.000 một chậu như thế này các bác nhé. Có những chậu 2 cây, 2 cây và một mầm gốc rất cao. Những chậu nào mà 2 cây thì nó sẽ chơi cây sẽ dài hơn, cao hơn. Còn nếu mà chậu nào mà nhiều cây thì cây sẽ ngắn hơn. Đấy, 2 cây mầm gốc rất khỏe này. Lan Epi màu đỏ rực rất đẹp, 120.000 một chậu. Đến địa lan. Địa lan này 150.000 một chậu các bác nhé. Nhà em vẫn còn những cái mặt hàng này. Lúc nào hàng hôm qua đi rất là nhiều rồi, nhưng mà lại mới lấy về thêm. Các bác mà lấy thì lại ủng hộ nhà em. Em xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.